Và quý bạn thân mến, chúng ta hãy cùng hướng về sôi động Ngô Cách để cùng nhiệt liệt chào đón hai đội bóng chủ nhà Ngô Cách và FC Lạc Trung về tham dự giải đá Ngô Cách Open lần thứ 7 năm 2022. Để cái cầu ngoài đây nó xấu quá, thằng em ơi, di chuyển chúng ta. Quý bạn thân mến, chào mừng tất cả các anh em ra đến với buổi tập trực tiếp trận đấu thứ hai trong buổi tối hôm nay. Đây cũng là lượt trận thứ hai của bảng B giải ra Ngô Cách Open mừng lễ hội truyền thống tranh cúp QH88. Trận đấu thứ hai của bóng chủ nhà, còn đây là trận đấu đầu tiên của các cầu thủ Lạc Trung. Trận đấu đầu tiên ngày hôm nay đã diễn ra với một kịch bản rất hấp dẫn và đội bóng mang tên Trung Lạc hay còn gọi Lớp Thượng đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Sặt, một bóng đến từ thành phố Từ Sơn với tỷ số là 1-0. Và bàn thắng đó cũng đã giúp các cầu thủ Trung Lạc chính thức có được tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Ngày hôm nay Ngô Cách họ cũng đang hướng tới tấm vé tiếp theo. Về mặt lý thuyết thì Ngô Cách không được phép thua quá hai bàn. Vâng, như vậy tiếng còi của trọng tài Đức Huấn đã được nổi lên để bắt đầu cho một cuộc chiến này. Tôi trọng tài điều khiển chính hôm nay, ngoài Đức Huấn thì đó là người đồng nghiệp của anh Tuấn Hưng, một ca sĩ rất nổi tiếng của Phú Vân, một trọng tài xuất sắc số 1 của ban trọng tài huyện Yên Phong. Đấy rồi, vẫn là các cầu thủ Lạc Trung. Lạc Trung mang màu áo đỏ, còn Trung Lạc thì mang màu áo xanh. Màu áo xanh đã giành chiến thắng, còn màu áo đỏ thì sao, chúng ta chờ đợi. Cuộc chiến với cầu thủ chủ nhà, một bóng đã có một chiến thắng khá độc. Và đương nhiên thì ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày mà chủ nhà sẽ thi đấu một cách vô cùng thoải mái. Và cũng sẽ không đặt một quyết tâm quá cao là không bắt buộc phải thắng. Hy vọng anh em cũng sẽ cùng với chúng tôi chia sẻ cuộc chiến này để chúng ta tiếp tục lan tỏa tình yêu bóng đá và những hình ảnh đẹp nhất ở giải Ngô Cách đến với nhiều những khán giả thân yêu của Yên Phong hơn. Khải, Đinh Khải, ngày hôm nay chủ nhà họ ra quân với có một sự đổi duy nhất, đó là Cường Kem ở vị trí khung gỗ thay cho Thành Khôi, một thủ thành trẻ sinh năm 2006, nhà đương kim vô địch của giải Ngô Cách. Số 13 là Công Quân, số 66 Ngọc OK, số 15 Phong Gió, số 7 Đình Khải, số 45 Minh Nhật và số 87 Lão Tướng Đức Bến, cũng là ngôi sao sinh năm 87. Đội bóng chủ nhà hôm nay ra quân với bộ trang phục áo vàng quần đen và bảo vệ khung thành bên phía trái trong hiệp đầu tiên này. Còn bên phía cao thủ đội khách Lạc Trung, họ đưa ra một đội hình ở vị trí khung gỗ, đó là Trần Hùng, cao thủ 11 Tá Việt, số 20 Duy Trí, số 19 Công Thành, số 7 Hữu Hải, số 6 Tá Dũng và số 28 là Trường Têu. Cơ hội không vào. Đội khách hôm nay bảo vệ khung thành bên đây trái mà nhỏ vị, còn đội chủ nhà là bên đối diện. Anh em dự đoán sao về cuộc chiến này? Ngày hôm nay thì kèo ma cao cho cuộc chiến này, chủ nhà đang chấp nửa trái, nửa banh với lợi thế sân nhà, cùng với đó là một tâm lý cực kỳ thoải mái. Thì tỷ lệ chấp này cũng sẽ là hợp lý. Tài xỉu trận này cũng sẽ là 3 hòa. Với giải đấu chúng ta cũng đang có một
tỷ lệ ghi bàn là khá cao. 50 à? Ghi bàn đầu tiên à? Anh tên gì nhỉ? Quỳnh. Quỳnh à? Không, món quà đầu tiên đến với chủ nhà hôm nay khi mà một cổ viên đặc biệt nhất mang tên ca sĩ Như Quỳnh sẽ giành 50 cành cho bàn thắng đầu tiên. Vâng, một khích lệ tinh thần đến thủ cách cho trận đấu thứ hai của họ. Giá trị nó không phải điều quan trọng, mà quan trọng đó chính là tinh thần và tình yêu dành cho thủ cách. Với ca sĩ Như Quỳnh thì người hâm mộ này không bao giờ thiếu trên sân OK cả, bất kỳ trận đấu nào người ta điệp thì luôn luôn là có sự có mặt đến từ cổ động viên hâm mộ nhất của bóng đá OK. Cơ hội! Goal! 1-0. Bàn thắng rất đẳng cấp đến từ Khải Soái cả. Ngày hôm nay thì Khải rất đẹp trai và đã ghi bàn. Anh không còn là chú tếu nữa, anh không còn tấu hài nữa. Mặc dù 99 của Đình Khải đã bị loại sớm ở giải Đồng Liên cùng với Đức Bến, nhưng ngày hôm nay Đình Khải Đức Bến đang trở thành một bộ đôi tấn công cực kỳ xuất sắc cho bóng đá Ô Khách. Trong đội hình Ô Khách cũng không có ngôi sao như Hùng Nhái, vua phá lưới của giải đấu này, cũng không có cầu thủ xuất sắc nhất của Ô Khách. Đó là Văn Khôi. Còn đó còn thiếu vắng một ngôi sao quan trọng bậc nhất của cách, đó là Võ Tăng Quân Chùa. Cầu thủ mà theo những thống kê ăn nhiều thẻ nhất ở những giải đấu phủi. Đức Bến. Nghe Quân Chùa đang phải tác nghiệp ở sân Hoài Thượng cho một giải Hoài Thượng mở rộng. Chính vậy mà anh không thể có mặt tại sân động Ô Cách để cùng các thủ Ô Khách chiến đấu trong cuộc chiến này, nhưng thiếu vắng Quân Chùa nó cũng không phải là điều quá quan trọng khi mà Lạc Trung là đội bóng rõ ràng được đánh giá thấp hơn so với đội bóng chủ nhà. Đức Bến. Khó khăn đã đến với đội khách ngay ở những thời điểm đầu tiên khi mà chủ nhà liên tiếp tạo ra sức ép. Và bàn thắng cũng đã đến với họ. Đinh Nhất và động tác giả rất hay. Công Quân có lỗi rồi. Xin chào tất cả anh em nha. Chúc anh em có một buổi tối thật vui vẻ và sẽ thật ấm áp bên gia đình và người thân của mình. Thời tiết đầu thu đầu đông rất mát mẻ. Xin chào Ngọc Nguyễn. Ngọc Nguyễn nói rằng Cường Kem giữ sạch lưới anh vợ Ngọc cho đi từ sân. Ba bàn thắng đầu tiên của Ô Khách đó là một cú đúp của ngôi sao Hùng Nhái và một bàn thắng cũng đến từ Đình Khải. Ngày hôm nay Đình Khải đã có bàn thắng thứ hai và đó cân bằng thành tích của Hùng Nhái. Hùng Nhái cùng với lại Đình Khải vẫn đang kém người dẫn đầu danh sách vua phá lưới, đó chính là Hạnh Coca-Cola với hai bàn thôi. Rất bình tĩnh. Ra chờ đợi liệu rằng chủ nhà có muốn hướng tới một chiến thắng đậm đà không? Để họ hướng tới những danh hiệu cá nhân như là cầu thủ xuất sắc nhất tay vua phá lưới. Rõ ràng phút đầu trận thì chúng ta thấy được sự quyết tâm của bóng chủ nhà. Họ đang muốn giành chiến thắng để dành tặng cho những người hâm mộ của chính quê nhà mình vậy. Đã lâu rồi Ô Khách chưa tổ chức những giải đấu lớn. Và đây là một giải đấu vô cùng hấp dẫn. Ngày hôm nay thì cũng không có sự có mặt đến từ ngôi sao đương kim Á quân của giải đấu này của 89-90, đó là Quang Trần Rưỡi. Cầu thủ cũng đã có tới 4 bàn thắng ở giải Đồng Liên. Cùng với cả Văn Mỹ cũng không có mặt. Hai ngôi sao quan trọng bậc nhất trong đội hình của cầu thủ 89-90 để giúp họ tiến được tới trận chung kết. Đáng tiếc là họ lại không thể làm thịt được những con sói non đến Ô Khách mà thôi.
Bóng của ông bầu chuyển chiều đầy kỹ năng và cũng không thiếu kinh nghiệm mặc dù rất trẻ. Xin chào Bệ Huyền Phòng, nhà Hữu Hải bên Lạc Trung ghi bàn thắng Hiền Lãng thưởng 5 ca bia. Thắng Hiền Lãng chứ không phải thắng Chi Long, không phải thắng con. Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào Bình Viên Nguyễn Trọng. Hôm nay anh lại rảnh vậy để xem live giải ô cách. Bình thường Bình Viên Nguyễn Trọng là một trong bình viên hot bậc nhất ở khu vực Từ Sơn. Anh em đơm bình, bơm đồ bình tiếp nào, chúng ta sẽ dành thêm những món quà. Thời tiết đã sang đông rồi, sẽ có nhiều những món quà đặc biệt mà anh em có thể mang tới giúp cho cao thủ có thêm những động lực. Thiếu vắng thì Võ Tăng, Quân Chùa thì cũng sẽ giúp cho lối chơi của Ô Cách nó sẽ không kiểu quá nhiệt, không quá căng thẳng. Ngày hôm nay thiếu vắng đi Quân Chùa và nhà cái đưa ra một tỷ lệ tài thẻ chỉ có 3 thẻ mà thôi, khá nhẹ nhàng. Bình thường có Quân Chùa thì nó sẽ phải là 5 thẻ, 5 hòa cho tỷ lệ tài xỉu. Và mỗi một trận đấu Quân Chùa đá thì thường là anh em đi tài rất nhiều. Hữu Hải là một ngôi sao rất sáng của bóng đá Lạc Trung. Anh đã thi đấu cực hay ở giải Chi Long, nhưng Lạc Trung giải đấu đó họ cũng đã không thể để lại ra những sự bất ngờ, không thể tạo ra bất ngờ để có thể đi sâu. Trong đội hình của Ô Cách đa số là các cầu thủ trẻ. Thế hệ cầu thủ này thì đa số họ đã bị loại vòng gửi xe giải đồng niên Ô Cách. Còn đối với những thành viên của những đội bóng top đầu thì lại gần như không có ai, đều vắng mặt. Chiếc huy chương đồng đặc biệt là ngôi sao đến từ mang tên Hoàn Cháy. Ngôi sao rất tỏa sáng cũng đã với 4 bàn thắng, 5 bàn thắng được ghi. Đặc biệt Hoàn Cháy đã thi đấu hay trong trận tranh chiếc huy chương đồng với một cú đúp đẳng cấp. Có lẽ là Hoàn Cháy đã nói lời giã từ đội tuyển rồi. Và đánh đầu rất nguy hiểm của Đức Bến, người đeo băng đội trưởng, quen thuộc Ô Cách rồi. Xin chào hơn lốp anh em đang theo dõi trực tiếp cuộc chiến này nha. Chúc anh em có một buổi tối sẽ thật nhiều niềm vui và sẽ luôn ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Cú dứt điểm đến từ Đình Nhật. Đình Nhật lại mang súng ra sân Ô Cách để bắn chim rồi. Nhà ngay gần sân Ô Cách. Xin chào Lộc Châu nha. Giải này rất tiếc không có sự có mặt của Quang Đình. Có Quan Đình nữa thì lại sẽ rất là hấp dẫn. Quan Đình cũng sẽ là một đối thủ trẻ khá vừa miếng với giải đấu này. Đã là không khác biệt với giống như là giải Chi Long hay là giải Ngọ Xá. Là khó khăn cho Lạc Trung. Có tiếng còi đã vang lên. Có lẽ là một tình huống bóng chạm tay thì phải. Là sẽ cùng được dõi theo lại pha bóng này. Chào Bệ Uyên Phong, nhưng ngày nay Phi Cốp đang là huấn luyện viên. Và rõ ràng anh ăn mặc rất lịch sự. Nên là có lẽ là không vào sân đâu.
Cắt bóng rất hay của Đình Khải, đường truyền dành Đức Bền. Phải trả ra lại hơi nhẹ của Đức Bền dành cho Công Quân. Nhìn Công Quân là chúng tôi lại nhớ tới quả mid-pen ở giải U21. Một giải đấu đáng quên, giải đấu mà Hồ Cách đã thi đấu cực cháy với thế hệ trẻ của họ. Họ đã thi đấu thành công, khá thành công của giải U18 với chiếc huy chương đồng. Cơ hội lại là Đình Khải, nhưng lần này thì bóng đi quá cao. Ok, Lộc Châu nhé. Hy vọng rằng sẽ được tác nghiệp ở sân 11 Phù Xá. Được làm ở sân 11 thì chúng ta nó sẽ có một sự khác biệt so với sân 7. Dấu ấn về chiến thuật, dấu ấn về lối chơi nó sẽ đa dạng hơn rất nhiều so với sân 7. Nhưng ngược lại, tốc độ sân 11 các anh em phong trào nó sẽ thường thường chơi chậm. Có lỗi rồi. Anh em cứ đặt bóng xuống bình tĩnh. Không có gì vội vàng. Thời gian vẫn còn rất nhiều. 14 phút 11 đã trôi đi. Và Cách Việt đang là 1-0 với bàn thắng duy nhất đến với vị trí của Đình Khải. Xin chào nỗi buồn ngây thơ nhà Thiểm Xuyên với lại Phú Lưu hòa 1-1 ngày hôm qua rồi. Ngày mai thì Thiểm Xuyên sẽ thi đấu trận đấu cuối cùng trong trận đấu với cầu thủ Ngọ Xá đại diện đến từ Hiệp Hòa, Bắc Giang. Không biết là Lộc Châu sẽ đá cho Văn Môn 1 hay Văn Môn 2. Khả năng là 2. Văn Môn sẽ chia đôi để trở thành hai đội hình đá sân 11. Cơ hội được chuyền vào không thành công của Khải Teo. Vậy có một pha va chạm đến Đình Khải. Một tình huống mà Đình Khải đã sử dụng môn võ MMA thì phải. Boxing. Hơi vô tình thôi. Nếu mà cố ý thì ăn ngay. Cơ hội. Như vậy là Văn Môn 2. Văn Môn 2 là một bóng thu nhỏ kiểu như là Quan Độ. Quan Độ cùng với lại Mẫn Xá sẽ là hai đại diện. Đại diện của Văn Môn thi đấu ở giải sân 11. Sân cỏ nhân tạo của Phú Xá. Giải đấu cũng sẽ rất hấp dẫn ở thời điểm sắp tới. Khi mà Mẫn Xá League khép lại, giải đấu này sẽ diễn ra. Với giải sân 11 thì có lẽ là gần như là chưa bao giờ chúng tôi tác nghiệp dành cho thế hệ trẻ. Còn đương nhiên với những lão tướng thì cũng đã tổ chức khá nhiều những giải sân 11 rồi. Với đó là giải của sân Phù Xá thì nó là quy mô theo xã. Chính vậy mà chất lượng đội hình sẽ là rất tốt. Mỗi xã sẽ lựa chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất để mang tới giải đấu này. Và phạm lỗi tiếp theo của cao thủ chủ nhà. Nhưng đá phạt không thành công. Đây là cơ hội phạt công. Tốc độ của Đình Khải. Một pha lao ra rất kịp thời đến từ thủ môn bên phía các cầu thủ Lạc Trung. Không có bàn thắng, không có cú đúp dành cho Đình Khải. Nên nhớ rằng nếu như chẳng may pha lao ra đó mà bóng chạm tay thì thôi rồi. Thôi rồi Lượm ơi. Một thẻ đỏ sẽ ăn ngay vào mồm. Nhưng rất may đó là một pha dứt điểm đi thẳng vào người chứ không phải là vào tay của thủ môn. Bên phía thủ Lạc Trung.
lấy tay cả gì chả đều đó. À, thì vô tình nghe. Vô tình ơi, vô tình gì nè. Phút 18 rồi. Chủ nhà vẫn đang thi đấu rất chạy. Biết là Nam Vương quyền gì trên sân. Có cần phải ban tổ chức hỗ trợ không? Anh em khán giả nào trên sân có thấy cái ba lô lạ nào không thì hãy báo về với ban tổ chức. Chúng tôi sẽ xác nhận xem có phải của Nam Vương không. Đến vô cách thì anh em nhiều kiểu đi Nhật vậy. Cứ vứt thoải mái điện thoại ba lô, không bao giờ lo mất. Người vô cách rất thật thà. Xác nhận lại xem để sau. Chủ nhà Hồ Cách sau khi có bàn thắng họ là chủ động chơi chắc. Không quá dâng cao đội hình, không quá đẩy cao tốc độ. Đấy rồi, cơ hội lên bóng dành cho Lạc Trung, rất quyết liệt. Đức Bến có lỗi rồi. Như vậy là trọng tài đã xác định lỗi của Đức Bến chứ không phải là lỗi của Hữu Hải. Một pha bóng mà Hữu Hải gần như đã ngã vào bóng để bảo vệ trái bóng này dành cho mình. Cắt bóng này. Anh em 90 Yên Phong rất vui. Đi đá bóng thì không có cú đúp. Nụ cười đã nở trên môi rồi nhưng đáng tiếc là bàn thắng lại không đến với Đình Cải. Vẫn ở góc sút đó, vẫn ở cự ly đó nhưng Đình Cải lần này đã không thành công. Và theo dõi lại đường truyền chọc khe cực hay. Người đã tạo ra đường truyền có lẽ là Đình Nhật. Lần gần nhất tác nghiệp các thủ anh em 90 Yên Phong đó là cuộc chiến của thủ Trung Lạc. Và hình như tôi nhớ không nhầm là 90 Yên Phong đã giành chiến thắng trước các thủ Trung Lạc. Hơi bất ngờ. Trung Lạc là bóng rất mạnh. Lại để thua với thủ 90 Yên Phong. Bóng đá thì luôn có những bất ngờ thôi. Anh em biết 90 Yên Phong thì không ngại bất kỳ đội bóng nào. Đội bóng mà sở hữu nhiều những ngôi sao. Tụ hợp lại. Toàn những thủ lĩnh của các đội bóng rồi. Thì tại sao đội bóng này lại không mạnh là một điều phi lý rồi. Nếu xét về những giải đồng niên của Yên Phong. Ở thời gian sắp tới chuẩn bị được diễn ra. Chuẩn bị được khởi động. Thì 90 Yên Phong cũng sẽ là một trong những đại diện được đánh giá là ứng cử viên trước vô địch. Yên Phong thì có 91 này, 87. Tân Linh, số bao nhiêu? 21 à? Có chó đâu rồi. Anh Việt vẫn chỉ là một bàn. Cơ hội lên bóng dành cho Lạc Trung. Vẫn đang là rất chậm rãi và hàng phòng ngự của Hồ Cách đã lùi về kịp thời và cướp bóng hay của Đình Nhật. Cây Đức Bến vẫn là cây không đến với vị trí của Đức Bến, thay người. Và như vậy là các thủ chủ nhà thay người. Đức Bến, lão tướng của Hồ Cách, sẽ được cho ra nghỉ ngơi và vào sân. Đó là ngôi sao trẻ mang tên Tiến Linh. Như vậy là chiếc bao đội trưởng đã được trao lại cho thủ thành xuất sắc của Hồ Cách, đó là Cường Kèm. Ngày nay thì Thành Khôi không bắt. Chiếc cây găng tay vàng của giải đồng niên Hồ Cách đã không ra trận. Và thay vào đó là người đàn anh nhiều kinh nghiệm hơn ở những đấu trường lớn này, đó là Cường Kèm. Cường là một cầu thủ rất thích bú kèm.
anh em, sau pha bỏ lỡ của Đình Khải thì Thiện có quay đã nói rằng Khải đúng gõ hiếm rồi, đúng thần rừng, lại một thần rừng nữa, thần đồng cổ cách phát hiện. Không sao cả, bóng đá thì chúng ta bỏ lỡ là chuyện bình thường thôi. Thiện có quay thì chưa có tuổi thi đấu giải đấu này, chưa đủ tuổi, mặc dù là nhận được kim lịch thi đấu rất hay trong màu áo của 2K6 thì vẫn còn hơi non. Sẽ cần người thầy của mình đào tạo và bơm nhiều hydro hơn để cầu thủ này tăng về mặt cơ bắp. Lượt trận vòng 2 thì nó thường là những lượt trận rất hấp dẫn. Còn ở lượt trận vòng 3 nó cũng có những trận đấu kiểu như chung kết sinh tử. Anh Hưng, Tuấn Hưng vừa thể hiện kỹ năng. Con hổ đến từ Phú Vân. Văn Khôi à? Văn Khôi số bao nhiêu? Ok. Đường truyền dành cho Đức Huấn. Thay người, vâng, trọng tài cho các thủ. Chủ nhà thay người, Ngọc ok. Ngọc ok ra sân. Và vào sân đó là ngôi sao trẻ 2K6, Văn Khôi. Ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Hồ Cách vào sân rồi, đã chờ đợi. Người mà đã mang về chiếc cúp vô địch dành cho các thủ 2K6 ở giải Đồng Liên sẽ thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của nhà vô địch như thế nào trong cuộc chiến ngày hôm nay. Cầu thủ trẻ nhất vào sân ở giải đấu này, cầu thủ này chưa tròn 16 tuổi, mới hơn 15 tuổi rồi. Đinh Nhất, đường truyền không dành cho ai. Chào Hạnh Coca nhá. Hạnh Coca đang dành những lời khen có cay giúp bóng chủ nhà mạnh quá. Chưa gặp Lạc Nhuế mà thôi. Lạc Nhuế ở nhánh đấu. Lạc Nhuế ở bảng gì nhỉ? Từ bảng A. Như vậy là sẽ gần như là khó gặp ở trong loạt trận bán kết. À xin lỗi, bảng B. À, thế bảng B thì chuẩn rồi. Sẽ là cùng nhánh. Rất dễ gặp nhau bán kết. Nếu như Hồ Cách nhất bảng Thiểm Xuyên, à xin lỗi Lạc Nhuế, xin chào Dũng Neymar nha, ngôi sao số 1 của bóng đá Yên Phong. Giải đấu này thì cầu thủ này không tham dự, chắc là hơi đáng tiếc không có sự có mặt Yên Lãng. Vẫn là cao thủ chủ nhà, thi đấu khá điềm đạm và chậm rãi. Họ vẫn đang chơi kiểu chơi thứ bóng mà khó chịu trước cao thủ Lạc Trung vậy. Có lỗi. Và phạm lỗi của Công Quân. Công Quân đã phạm lỗi với Hữu Hải, sao số 1 của bóng đá Lạc Trung. Ngày hôm nay thì Hữu Hải vẫn đang chưa thể gắn kết được những người đồng đội. Ở những phút vừa qua hiệp 1 thì Lạc Trung vẫn gần như là chưa tạo ra bất kỳ một cú sút nào về phía khung thành của thủ môn Cường Kèm. Có lẽ cần một chiếc võng để treo trước khung thành cho Cường Kèm mà thôi. Vẫn là một pha xử lý không chính xác.
Cường Kèm này bắt được hơi nhiều muội. Phút cuối của hiệp 1 rồi, phút thứ 28. Ra sẽ còn khoảng một vài phút nữa cho những diễn biến còn lại. Và liệu rằng có lệnh Hồ Dung không? Cũng rất khó trong thế trận như thế này. Lạc Trung thì gần như là không thể tấn công. Còn bóng chủ nhà họ cũng đang chủ động chơi chậm và chắc. Và chạm bóng của đồng chí Tờ Linh. Hay! Đây rồi, Tờ Linh! Không được. Tờ Linh cũng là ngôi sao trẻ. Thế hệ U18 của cao thủ cách. Rất kỹ thuật. Và xử lý quá tự tin của Đình Nhật. Họ đang đá ma trên sân nhà. Hơi mạo hiểm. Rồi sau đó là quyền đá biên dành đến bóng chủ nhà. Xin chào Tiến Thành, Thành Tiến nhá. Chúc mừng các anh em Trung Lạc đã có một chiến thắng không hề dễ dàng một chút nào. Họ đã có những sự chuyển trạc ở những phút cuối cùng hiệp 2 và suýt chút nữa thì đội bóng đến từ thành phố Từ Sơn đã có thể có bàn thắng quân bình tỷ số. Nếu như đó là bàn thắng quân bình thì thực sự rất khó cho Trung Lạc. Họ không có quyền tự quyết. Nhưng hôm nay là một ngày mà Trung Lạc cũng đã may mắn nhưng mà không để thủng lưới ở những phút cuối cùng. Đó là chính thức giúp đội bóng này có tấm vé đi tiếp cùng cầu thủ Lạc Nhuế. Hai đội bóng đầu tiên ngày hôm nay thì Ô Cách cũng có thể là đại diện thứ ba tiến vào tứ kết. Những đội bóng còn lại sẽ được quyết định. Cần y tế không? Một pha va chạm khá mạnh. Anh em ban tổ chức sẽ hỗ trợ. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Xin chào Chủ tịch Ủy viên Nguyễn Hùng cũng đang theo dõi cuộc chiến này. Ủy viên Nguyễn Hùng thì nhận định rằng Lạc Nhuế vô địch. Lạc Nhuế đang có phong độ rất cao. Và đang thi đấu song song hai giải đó là Thiểm Xuyên. Một phút bù giờ rồi. Và một hiệp một. Với một thế trận là không có gì phải cần quá nhiều. Chuyện gì đây? Siêu phẩm và đó là ngôi sao số 1 của bóng đá Lạc Trung. Hữu Hải. Một cú dứt điểm quá lạnh lùng của Hữu Hải và đã quân bình tỷ số trong cuộc chiến này. Rất bất ngờ. Cú dứt điểm trúng đích đầu tiên và đó là cú dứt điểm chéo góc không thể cản phá. Như vậy chúng ta sẽ cùng được theo dõi lại siêu phẩm. Một siêu phẩm đi qua dừng chân và sau đó bóng đi thẳng vào găm thẳng vào góc xa. Cường Kem chỉ biết bay người cho đẹp mắt mà thôi. Không có tác dụng. Một đều. Rõ ràng chủ nhà có một trận đấu thong dong nhưng rồi sau đó khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao số 1 của Lạc Trung đã lên tiếng. Hay! Phòng gió! Ném biên. Thời gian không còn nhiều. Những giây cuối cùng hiệp 1, bàn thắng đã đến với Lạc Trung trong một siêu phẩm sút xa được đánh giá là đẹp bậc nhất cho tới điểm hiện tại giải đấu này. Đương nhiên vẫn còn đó rất nhiều siêu phẩm khác nữa. Anh em cho bao nhiêu điểm cho bàn thắng này nào? Bao nhiêu điểm cho bàn thắng của Hữu Hải để giúp cho cầu thủ Lạc Trung đang có một thế trận là cân bằng so với đội bóng chủ nhà? Vâng, đúng này. Thì tiếng còi của trọng tài cũng đã nổi lên để khép lại một cuộc chiến ở lượt trận thứ hai bảng D giữa chủ nhà Ô Cách và Lạc Trung. Hiệp một khép lại khi mà tỷ số là một đều. Chủ nhà vươn lên dẫn trước. Họ đã có một thế trận rất chắc chắn nhưng rồi sau đó trong một khoảnh khắc tỏa sáng thì Hữu Hải đã đưa trận đấu quay trở lại vạch xuất phát. We'll be right back.
Và quý bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân động Okach để dõi theo buổi thuật trực tiếp hiệp 2 cuộc chiến bóng chủ nhà Okach đối đầu với các cầu thủ Lạc Trung. Hiệp 1 khép lại thì bóng chủ nhà đang để cho Lạc Trung cầm hòa với tỷ số là 1-1, mặc dù họ đã có bàn thắng vừa lên dẫn trước. Hiệp 1 mà Lạc Trung đã thực sự gặp nhiều bế tắc cơ hội. Hiệp 2 này thì đã có một sự thay đổi khi mà Hùng Nhái đã vào sân. Và ngay lập tức anh đã tạo ra một pha sóng gió. Hội đá biên, ngôi sao số 1 của bóng đá Okach thời điểm hiện tại đó là Hùng Nhái, một trong những sát thủ. Đưa bóng vào. Đấy đâu! Vẫn còn. Đình Khải đã không thể chạm bóng trong một pha đưa bóng vào đến Hùng Nhái. Tình huống đánh đầu chiến thuật rất hay. Bóng đã gần xuống đáy biên rồi. Với sự góp mặt của Hùng Nhái thì hàng công đến từ đội bóng này sẽ mạnh hơn rất nhiều. Và chúng ta chờ đợi đội bóng chủ nhà có thể mang về những bàn thắng tiếp theo không. Thời gian hiệp 2 vẫn còn nguyên đó. Chúng ta chờ đợi đội khách Lạc Trung có thể tạo ra bất ngờ với những pha bóng kiểu tỏa sáng như là Hữu Hải không. Chúng ta đã nói khá nhiều về Hữu Hải rồi. Nói về sự tỏa sáng, về sự gánh tim của cầu thủ này trong đội hình của cao thủ Lạc Trung. Và ngày hôm nay anh đã tỏa sáng với bàn thắng rất đẹp, rất quyết liệt. Vẫn còn và tranh chấp tốt đến từ thủ ba số 20, người đeo băng đội trưởng. Đó là Duy Trí, người đeo băng đội trưởng của cầu thủ Lạc Trung trong cuộc chiến này. Đánh đâu! Người đã tạo ra pha không chiến là Phong Gió. Phải chạy chỗ cắt mặt hay của Phong Gió. Không có gì khó khăn với Cường Kèm. Cường Kèm một hiệp một gần như là đã mắc võng và đuổi muỗi rồi. Nhưng trong một pha siêu phẩm sút xa thì Cường Kèm đã không thể có cơ hội để thể hiện mình. Đinh Nhất, Trọng Khe, cơ hội! Đình Khải đã không thể dứt điểm khi mà bóng nó trôi đi hơi nhanh. Phạt góc dành cho các thủ chủ nhà. Ôi, đã phạt góc tiếp theo. Đấy rồi, Hùng Nhái! Cú đánh đầu chạm vai. Khá đáng tiếc. Hùng Nhái đã ở một vị trí của mình, đó là khả năng di chuyển để tách người, không ai theo kèm trong tình huống này với Hùng Nhái cả. Nhưng cú chạm đầu đến từ thủ này thì nó lại không trúng bóng. Bóng tìm trúng vai. Đá biên cho cao thủ Lạc Trung. Xin chào anh Tá Thế nhá. Lại là anh Tá Thế rồi. Anh Tá Thế thì trận nào anh cũng thưởng. Hữu Hải ghi bàn, anh thưởng cho một củ. Hữu Hải ghi bàn rồi anh ơi. Không biết ghi bàn thắng thứ hai hay là bàn thắng đầu tiên. Không biết là củ gì thôi. Anh Thế thì anh toàn chơi củ. Một đại gia nhà không có gì ngoài củ cả. Và đưa bóng vào. Chúng cắt bóng tốt, Phong Gió. Cơ hội. Và chặn bóng tốt. Như vậy là phạt góc. Tài góc kìa. Ok, trận này. Như vậy là góc. Anh em chủ nhà đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ đó họ, các thủ chủ nhà nghĩ không phải tình huống phạt góc. Số là một đều. Đương nhiên với tỷ số này cũng sẽ giúp cho bóng chủ nhà có vé đi tiếp thôi. Nhưng với tư cách là bóng chủ nhà, với một quyết tâm đến với giải đấu này thì họ sẽ muốn hướng tới tất cả những chiến thắng mà thôi.
Đình Khải cùng với lại Hùng Nhái đang trở thành bộ đôi tấn công của thủ hộ cách. Huỳnh Thiên về tấn công. Họ thi đấu đúng kiểu hình 2-2-2. Đi bóng rất khỏe. Như vậy là trọng tài đã xác định lỗi. Lỗi của thủ Lạc Trung. Với sân hữu cách thì các anh em ngã thoải mái. Sân có độ mềm đạt chuẩn. Gần như là chưa có một tình huống chấn thương nào dính tới những pha ngã cả. Đó là một lợi thế của sân cỏ tự nhiên. Đình Khải rất bình tĩnh. Đình Khải cần phải nhanh hơn. Khả năng kết nối với các đồng đội là tốt hơn. Đường truyền đến với Hùng Nhái. Vẫn là Lạc Trung. Sự có mặt của Hùng Nhái đang giúp cho sức ép nơi hàng công của thủ hộ cách. Nó trở nên mạnh mẽ hơn. Với Tiến Linh trọng hình, ngôi sao của 2K4. Thì cầu thủ này thì vẫn còn hơi thiếu kinh nghiệm và vẫn chưa đủ độ chín. Đấm bóng an toàn. Lạc Trung cũng là một bóng thi đấu rất chắc chắn. Họ cũng đã phòng ngự vô cùng kiên cường. Ngoài bàn thắng đầu tiên của Đình Khải, thực tế là các thủ chủ nhà cũng đã có cơ hội để nới rộng khoảng cách. Những người đã bỏ lỡ cơ hội ngon nhất thì không ai khác cũng chính là người mở tỷ số trận đấu này, Đình Khải. Cơ hội lên bóng dành cho Lạc Trung. Cơ hội và dứt điểm rất nguy hiểm đến từ ngôi sao Hữu Hải. Nhưng đó là cú dứt điểm không trúng cung thành. Văn Khôi. Quả bóng vàng của bóng đá hồ khách. Vẫn chưa có những khoảnh khắc có thể tỏa sáng ngày hôm nay. Đương nhiên chúng ta không thể đòi hỏi cầu thủ mà chưa tròn 16 tuổi quá nhiều được. Giải đấu đồng niên thì không thể so sánh với giải mở rộng. Ngày mai là bảng C. A đâu vậy? A B. C D. A B. A B. A B là đúng. A B. A B là Ngọ Xá gặp Xuyên Độc Quyền. Ngày mai chúng ta sẽ được theo dõi những trận chung kết ngược của hai bảng đấu. Cơ hội! Văn Khôi vào! Dứt điểm Văn Khôi! Văn Khôi đã dứt điểm hơi vội. Pha bóng chúng ta sẽ được theo dõi lại. Người đã tiếp cận đó là Hùng Nhái, nhưng Hùng Nhái đã không thể dứt điểm trúng bóng. Rồi sau đó bóng nhảy ra tuyến 2. Đấm bóng hay. Với ô cách, nếu như họ muốn sử dụng một đội hình toàn những ngôi sao khổng lồ thì cần có Quang Chân Rưỡi và Văn Mỹ nữa. Thì khi đó mà chơi bóng bổng thì có lẽ không ngán bất kỳ đội bóng nào. Hãy mang Lạc Nhuế về đây. Mang Hạnh Câu Ca về đây. Hay kể cả mang Tá Thế vào đây. Tá Thế cũng là một trong những cầu thủ có thể hình rất tốt. Tí nữa thì được một củ đến từ Tá Thế. Cú dứt điểm trước đó là của Hữu Hải. Phút 40, 1/3 thời gian hiệp 2 đã trôi đi rồi. Với chủ nhà vẫn chưa thể tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. Trận đấu và đương nhiên họ sẽ không bắt buộc phải chiến thắng. Và đó là lý do mà đang hơi thiếu động lực đến bóng chủ nhà. Có lỗi từ phía sau đến từ Đình Khải. Và bóng dài đến với Hữu Hải. Bóng chạm tay. Coi rồi. Ông Đình Khải cải teo. Anh em có còi rồi thì không được lợi thế.
Cải có xem bóng đá bao giờ không vậy? À, hô lợi thế à? Hai anh em trọng tài kết hợp không hợp lý thôi. Theo luật là chúng ta không gã có còi là không thể chơi tiếp. Nói đến còi người ta lại nhớ tới giải U21, bàn thắng ô cách vào lưới cao thủ Tam Tảo. Đó là trận đấu có sự có mặt của trọng tài Quý Soccer. Lâu rồi không thấy Quý Soccer bắt vào giải đấu này. Và chạm bóng tốt của quả bóng vàng của khách Văn Khôi. Hay. Là những pha bóng bổng. Cơ hội. Bóng hơi mạnh đến với vị trí của Hùng Nhãi. Người đã cắt bóng đó là Phòng Giò. Không có sự góp mặt của quần chùa thì lối chơi của cao thủ ô cách họ rất chậm rãi rồi. Bình tĩnh. Hay. Và chạm bóng tốt. Cơ hội. Đường chuyền vào là quá cao so với đà bật nhảy của Đình Khải. Ở đó Đình Khải phải cao thêm tầm mét nữa. Mới có thể chạm bóng. Ngay cả Erling Hà Lan cũng bó tay vào bóng đó chứ đừng nói Đình Khải. Ô cách đang chơi bóng, họ đưa ra cánh khá nhiều. Duy Trì, bờ biển rất thoáng của Duy Trì, vẫn là Lạc Trung, đưa bóng xuống biển, không đến được vị trí của Hữu Hải, vẫn là Lạc Trung, Hữu Hải, rất hay, như vậy là đã có lỗi của Đình Khải. Trọng tài đã xác định, mặc dù Đình Khải chạm bóng, nhưng anh đã chạm chân trước đối với Hữu Hải. Một cơ hội đá phạt tốt dành đến với Lạc Trung. Và nếu như Lạc Trung vừa lên dẫn trước, đó cũng sẽ là một địa chấn ở sân vận động ô cách ngày hôm nay. Bóng chủ nhà đánh giá rất cao. Họ vẫn đang hoàn toàn làm chủ thế trận thôi, nhưng với Lạc Trung họ chỉ cần một cú dứt điểm là hoàn toàn có thể có bàn thắng. Kiểu như là một vậy. Một cú dứt điểm duy nhất. Và bàn thắng đến với các cầu thủ Lạc Trung. Đứng trước bóng đang là Duy Trì. Duy Trì! Đó là pha phối hợp cột hai. Người đã dứt điểm trượt là Tá Việt. Tá Việt. Anh em của Lạc Trung cũng có cái họ khá giống với anh em của Trung Lạc. Ở Trung Lạc thì có Tá Thế. Gần một nửa thời gian hiệp 2 đã trôi đi. Duy Trì đưa bóng vào. Nhưng đưa bóng vào quá sâu. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Cương Kem. Tốc độ rất hay của Phòng Gió. Tính như đó là Công Quân. Công Quân đã leo biên chứ không phải Phòng Gió. Một kết quả hòa cũng giúp cho bóng chủ nhà dẫn đầu bảng D. Và họ cũng sẽ có rất nhiều cơ hội để đứng đầu bảng. Nếu như hôm nay trận đấu này kết thúc kết quả hòa, Lạc Trung sẽ chạm trán trận đấu cuối cùng với đội bóng mang tên Đông Mai. Một bóng được đánh giá là yếu nhất ở bảng đấu này. Họ đã thất bại trước bóng chủ nhà với tỷ số là 3 bàn không gỡ. Và phá bóng đầy mạnh mẽ của cầu thủ Lạc Trung. Lạc Trung thì họ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công đơn giản. Chuyển trạng thái nhanh. Phòng ngự luôn là một lối chơi mà Lạc Trung đề cao những giải đấu lớn. Bóng mà chưa tham dự và chưa đạt được nhiều những thành tích.
Và đây là một mùa giải mà Lạc Trung là một trong những ẩn số. Văn Khôi đứng chuyền vắt còn. Vậy là bóng phạt góc dành cho đội bóng chủ nhà được chuyển đến với vị trí của Hùng Nhải, cũng là một trong những ngôi sao có khả năng chơi bóng bổng cực hay. Hùng Nhái đã, nếu như có danh hiệu bàn thắng đẹp nhất, sẽ lại trao cho cầu thủ này ở giải vô địch đồng niên với một pha ngả người bắt bô lê mẫu mực. Đấy đâu! Lưới đã rung lên, nhưng đó không phải là bàn thắng dành cho cầu thủ chủ nhà. Một pha bóng đi vào mép lưới cạnh mà thôi. Rất đáng tiếc, chúng ta đang nói về khả năng công chiến tuyệt vời như thế nào của Hùng Nhái trong những trận đấu đã qua. Nhưng hôm nay thì cầu thủ này cũng chưa thể tỏa sáng để mang về bàn thắng. Hùng Nhái thuộc biên chế FC Ông Bầu. Một thủ rất trẻ của FC Ông Bầu. Cơ hội đi bóng hay, đưa bóng vào. Văn Khôi. Rồi sau đó là Hùng Nhái, sau nỗ lực thì đang bị đau rồi. Và Văn Khôi đang ra dấu sai người. Một cú dứt điểm cực kỳ đáng tiếc của Văn Khôi. Một pha ngả người bắt bồ lê trượt. Rồi sau đó bóng đến vị trí của Hùng Nhái và Hùng Nhái cũng đã xử lý không thành công. Thay người như vậy là ngôi sao trẻ của bóng đá OKC, quả bóng vàng của bóng đá OKC sẽ được cho sân. Và vào sân đó là sự quay trở lại của Ngọc OK. Pha chạm bóng của Phong đó rất quyết liệt. Thì pha tranh chấp không hề ngại đến từ Lạc Trung. Những tranh chấp tốt của bộ đôi Hữu Hoài cùng với cầu thủ mang số 6 là Tá Dũng. Trận đấu mà Trung Lạc chưa có bất kỳ một sự thay đổi người nào cả. Ngày hôm nay họ mang tới sân vận động này không có quá nhiều những cái tên. Đó lý do tại sao họ vẫn đang giữ nguyên một đội hình. Hùng Quân đường truyền hay, Hùng Nhái không phải, đây là Đình Khải, vẫn là Đình Khải. Vậy là đá biên dành đến với bóng chủ nhà. Anh em nhận định sao về những phút tiếp theo? Đưa bóng vào, tuyệt vời. Chúng ta đã nói quá nhiều về những pha công chiến đến từ Hùng Nhái, và lần này thì Hùng Nhái đã không phụ lòng những đường truyền của những người đồng đội. Một pha phối hợp cực hay. Chúng ta sẽ cần phải dõi theo lại. Một pha treo bóng quá tốt. Bóng như đặt vào đầu Hùng Nhái. Hùng Nhái đã không bỏ lỡ để giúp cho bóng chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1. Thành Đô thay Văn Nhật, ok. Cách biệt được tạo ra là một bàn. Lợi thế lại dành cho bóng chủ nhà rồi. Lạc Trung thi đấu rất quả cảm nhưng bóng bổng lại đang là điểm yếu của đội bóng này. Khả năng đeo bám cùng với khả năng theo kèm thay người. Đó, chủ nhà thay người. Đình Nhật ra sân. Ở vào sân đó là sứ mặt của ngôi sao Thành Đô. Thành Đô cũng là một ngôi sao rất nổi của thế hệ U21 OKC. Cầu thủ này còn thi đấu ở giải U18 nữa. Ngôi sao số 1 của giải đấu U18. Tiếp tục là bóng vào cơ. Lại là Khải Tèo rồi. Đúng là chú Tèo thay người. Đội khách thay người. Vâng, như vậy là Táo Việt ra sân. Vào sân đó là Hữu Đông. Sự thay đổi người đầu tiên bên phía cầu thủ đội khách ngày này. Họ đang bị dẫn trước và đang gặp khá nhiều khó khăn trước một lối chơi máu lửa của bóng chủ nhà. Sự có mặt của Hùng Nhái và đúng là OKC đã có nhiều những bài đánh. Như vậy là có lỗi rồi, Thành Đô đã hơi cao chân rồi phải.
Trận đấu mà Hữu Khách đã có một sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Sau giải đấu đầu niên thì đã không có quá nhiều những ngôi sao để phải đưa ra quyết định lựa chọn. Và Hữu Khách tiếp tục tin vào thế hệ trẻ này. Những ngôi sao luống tuổi một chút của Hữu Khách thì lại không thể tham dự. Họ cũng đã có một phong độ cực hay để giúp cho những đội bóng của mình tiến sâu vào giải đồng niên. Nhưng với các ông bầu, với những người làm bóng đá của cách thì họ vẫn muốn hướng tới các thủ trẻ để giúp cho thế hệ này sẽ trưởng thành và phát triển để mang bóng đá của cách có thể cạnh tranh được với tất cả những khu vực, tất cả những giải đấu mà họ tham dự. Hay Đình Khải, vẫn là Đình Khải. Mấy thi đấu mà Đình Khải đang hơi cá nhân. Một lần nữa Đình Khải để mất bóng. Cơ hội lên bóng dành cho Lạc Trung. Đấy! Không vào dứt điểm và chạm chân. Lực đi nó quá nhẹ và không thể tạo ra có căn với thủ thành Cường Kèm. Phút 52 rồi, thời gian trận đấu này không còn nhiều. Chúng ta chờ đợi những giây cuối cùng. Hay, cơ hội, tỉa đi. Không có một đường chuyền. Lại là một pha đi bóng tiếp theo đến từ Đình Khải. Thực tế thì kỹ năng của Đình Khải cũng đã bị mai một khá nhiều đi so với thời đỉnh cao của mình. Mặc dù cầu thủ này năm nay mới có 23 tuổi mà thôi. Dứt điểm. Vẫn không vào. Hùng Nhái đã hơi lỡ trớn trong một tình huống dứt điểm hụt trước đó của phòng gió. Cắt bóng hay. Kịp không? Bóng đã đi hết đường biên dọc. Quyền đá biên dành cho bóng chủ nhà. Ngày hôm nay thì chỉ cần các thủ Lạc Trung không thua quá cách biệt 3 bàn thì họ sẽ có lợi thế trận đấu cuối cùng. Rất hay! Cơ hội! Hùng Nhái! Dứt điểm! Vẫn không vào! Phòng gió! Rất bình tĩnh! Cần một đường chuyền sớm hơn. Hơi mạo hiểm rồi. Đây rồi. Sai lầm. Đã không có một đường chuyền sớm. Và đó là sai lầm nơi hàng phòng ngự của các thủ chủ nhà. Và hai đều. Lại là cái tên Hữu Hải. Lại là giáp thủ. Quái vật đến từ Lạc Trung. Sai lầm của phòng gió. Phòng gió đã quá tự tin. Tại sao không có một đường chuyền sớm? Sự chủ quan. Và đã làm cho họ mắc và đã làm cho họ phải trả giá hai đầu. Thành người không thành ra Văn Tuyến vào. Văn Tuyến à? Văn Tuyến à? Lạc Trung đang thi đấu thực sự thăng hoa với sự xuất sắc đến từ cá nhân đó là ngôi sao Hữu Hải thay người. Đội khách thay người Công Thành ra sân và vào sân đó là gương mặt của Văn Tuyến. Đây là Văn Tuyển chứ không phải là Tuyển Cò Quay. Anh Tuyển Cò Quay thì đương nhiên là chỉ trên băng ghế chỉ đạo Hữu Khách thôi. Quả lao ra đấm bóng rất quyết liệt đến thủ thành bên phía các thủ Lạc Trung. Lạc Trung đang cho thấy một sự quyết tâm. Cùng với đó là sự nghiêm túc cho giải đấu này. Chúng ta cứ mỗi kỳ thấy cái thủ cách chơi hay và điềm đạm thì họ lúc đó lại là lúc mà nguy hiểm nhất với đội bóng này. Khi mà cái thủ Lạc Trung không có một cơ hội nào thì Hữu Khách lại tạo ra cơ hội cho họ. Những khoảnh khắc trùng lại ở những giây cuối cùng hiệp 1 và sau đó bàn thắng thứ hai là một khoảnh khắc sai lầm. Phòng gió thì cũng đã có không ít những kinh nghiệm thi đấu những giải đấu lớn nhỏ khác nhau. Những ngày hôm nay thì anh lại trở thành Harry Mắc Hải bất đắc dĩ của Hữu Khách rồi. Cảnh chú ơi. Xin chào Đào Khắc Công nhỉ, không biết là cảnh nào cơ hội. Như vậy là trọng tài không xác định đó là lỗi thuộc về cao thủ chủ nhà, rất quyết liệt.
tài có thể xác định đó là một pha vào bóng trúng bóng. Tuy nhiên một pha bóng không trong penalty không thẻ đỏ, chúng ta không thể hướng tới VAR được. Trọng tài đã đưa ra quyết định thì anh em phải chấp nhận thôi. Anh em phải tôn trọng những quyết định của trọng tài. Lập Ma Tôn. Lập rùa lại vậy. Xin chào Xuân Thiết. Hùng Nhái ghi bàn tiếp, thưởng nóng 1 đĩa ếch và một chão tràng để uống bia. Ok. Có hai ngon. Cứ thực tế rồi, cứ ăn tầm giờ là tuyệt vời rồi. Cái thời tiết đầu đông. Cơ hội. Hai đều không thể tin được. Mỗi cái thời điểm mà chúng ta thấy được ô khách đá hay nhất thì lại là cái thời điểm mà họ lại dễ bị thủng lưới nhất. Thời gian không còn nhiều và rất có thể trận đấu này hoàn toàn có thể kết quả hòa. Hùng Nhảy rất bình tĩnh. Đình Khải hay. Đường chuyền. Cơ hội. Tuyệt vời. Nhảy 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 nhảy. Một đĩa chứ không phải một đĩa nhảy. Dành cho Hùng Nhảy rồi. Phải gọi là Hùng Anh thôi. Cú đúp của Hùng Anh trong hiệp đấu thứ hai. Với anh sẽ có một đĩa cùng với cháo tràng đi uống bia. Sau trận đấu này rất tuyệt vời. 3-2. Bàn thắng đến ở những phút cuối cùng và đó là nỗ lực tuyệt vời. Người đã kiến tạo là Đình Khải. Ngày hôm nay thì có lẽ là Đình Khải cũng sẽ là một trong những cầu thủ đóng góp nhiều vào lối chơi chung nhất. Những khoảnh khắc quan trọng nhất đó chính là Hùng Nhái. Hùng Nhái xứng đáng trở thành em The Man of the Best. Thành Đô! Đô! Không vào! Không có bàn thắng thứ tư. Những phút cuối đang thực sự cháy trên sân vận động Cách. Trong một thời tiết xe lạnh này và sức nóng trên sân vận động Cách nó vẫn đang làm cho các cầu thủ của chúng ta mình không có một lời gì để có thể miêu tả sự xuất sắc của Hùng Nhái ngày nay. Vừa rồi là một pha bóng nguy hiểm nữa dành cho bóng chủ nhà nhưng họ đã không thể dứt điểm thành công. Xin chào Bình Viên Mạnh Ma Gai. Cơ hội. Lại là Đình Khải. Lần này thì không đến vị trí của Hùng Nhái. Vẫn còn Công Quân. Hùng Nhái đã cứu đi những sai lầm của phòng gió ngày hôm nay. Cứu đi những sự mất tập trung nơi hàng phòng ngự. Thằng Xuân Thiết thì nói rằng Hùng Nhái xong trận ra quán bia. Bốn mùa uống bia luôn. Nhái đã đặt, xin lỗi ếch đã đặt sẵn rồi. Ra sân, ra xong trận phát là lên đồ luôn. Quẩy luôn anh em ạ. Ngày nay là một chiến thắng kịch tính khi mà chủ nhà đã tạo ra độ khó cho game. Đặc biệt đến từ phòng gió. Rất kỹ thuật. Không được để bóng hơi dài, vẫn là bóng chủ nhà. Hay, đường chuyền. Làm gì? Ngã rất đẹp rồi. Chắc chắn là có lỗi. Một chiếc thẻ vàng. Lỗi phản ứng của cầu thủ mang số 20 đội trưởng đó là Duy Trí. Tình huống hoàn toàn có lẽ là hợp lý lỗi rồi. Đình Khải là một trong những cầu thủ có khả năng mang về những tình huống đá phạt rất tốt dành bóng chủ nhà. Và anh tiếp tục khả năng thể hiện những sở kiều ngã đẹp như kiểu này mà. Tôi không biết Mạnh Ma Gai làm giải nhi đồng bao nhiêu trận mà xong giải đã bị ốm rồi. Với đội ngũ người truyền lửa Bình Viên Anh Hùng mỗi tháng làm có độ 100 trận thôi. Nhưng mà vẫn cảm thấy rất bình thường, mà càng làm giọng lại càng trâu. Ok, 3 phút anh ơi, 3 phút 1 giờ nỗ lực còn lại. Một trận hòa hay một trận thua đối với Lạc Trung nó không quá quan trọng. Bởi vì thực tế là trận cuối họ cũng chỉ cần hòa các cầu thủ
Đông Mai mà thôi. Nhưng có lẽ là hôm nay thì Lạc Trung cũng sẽ muốn mang tới một trận hòa hơn là một trận thua. Một điểm dù sao cơ hội. Quá đông rồi. Hùng Nhái. Dứt lần này thì không có cú hat-trick. Hùng Nhái đã có được 4 bàn rồi, cân bằng thành tích. Cân bằng thành tích với lại Hạnh Coca. Quái vật đến từ Lạc Nhuế. Lạc Nhuế quái vật thì ô cách cũng không thiếu. Đang gọi Khải Neymar thì chuẩn hơn. Đúng rồi, ok. Chào anh Trương Văn Chiến à. Vâng, giải ô cách là một trong giải đấu vô cùng hấp dẫn. Nó không chỉ mang lại chất lượng chuyên môn mà nó còn mang lại những khoảnh khắc, những thời điểm để dành những tiếng cười dành cho người hâm mộ. Với những ngôi sao được ví như là những chú tẹo hay những Harry Maguire. Ngày hôm nay đội chủ nhà đã tạo ra một độ khó cho game để giúp cho trận đấu này nó cân bằng hơn. Đúng với ý đồ và kịch bản đã được đưa ra bởi Chủ tịch Hoàng Côn cùng với Phó Chủ tịch Thế Triển. Chúng ta chờ đợi hiệp 1. Đây rồi, Hữu Ai. Lần này thì bóng không vượt qua đôi chân. Hàng phòng ngự ô cách đã không tấu hài cho pha bóng này. Pha cắt bóng đến từ vị trí cũng Ngọc OK. Ngọc OK đã có một pha xử lý OK chứ không phải làm gì. Hay. Hữu Hải quá khỏe. Pha bóng mà Hữu Hải đã cân hài. Trụ rất chắc đến từ cầu thủ Lạc Trung. Pha xuống biên và đã trong một tư thế quay lưng rồi. Hơi khó cho thủ Lạc Trung. Vẫn còn. Hay. Hùng Nhái. Cơ hội. Không vào. Không có cú hat-trick Hùng Nhái khi mà thủ thành của cầu thủ Lạc Trung đã kịp thời băng ra. Ta cùng theo dõi lại một sai lầm. Tình huống mà Hùng Nhái đã đè thành công để vượt qua hậu vệ đối phương. 3 phút bù giờ. Thời gian không còn nhiều. Đây rồi. Vẫn là đây rồi. Thành công. Đồ ơi là đồ. Không có bàn thắng dành cho Ronaldo. Ngày qua Ronaldo đã tỏa sáng, còn ngày hôm nay Thành Đô chưa lên tiếng, chưa câu trả lời. Ronaldo gọi và Thành Đô chưa trả lời. Chứ Hùng Nhái trả lời rồi. Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên ở ngoài ngay nha em ạ. Anh Bảy, fan của rất nhiều các anh em đã có được bàn thắng đầu tiên ngoại hạng Anh. Và đây có sẽ là thời điểm. Vâng, và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã nổi tiếng còi để kết thúc cho cuộc chiến cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Kết quả cuối cùng là chủ nhà đã vượt qua đội khách với một trận đấu ngập tràn cảm xúc và căng thẳng. Một trận đấu với kết thúc với tỷ số là 3-2. Và hai chiến thắng toàn thắng trong vòng loại sẽ giúp đội chủ nhà chắc suất đi tiếp với vị trí đầu bảng D. Họ sẽ chờ đợi đội bóng tiếp theo ở bảng C. Bình thuận chúng tôi đến đây lúc nữa cảm ơn tất cả đội bóng, tất cả các quý vị khán giả và anh chị em đã đến với trận ô cách cũng như là trên fanpage Bình Vĩnh Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi chiều ngày mai.